Chơi tít phết khá. Con kia đang lăng xăng nhìn gặp mái về lại đứng trụ ở mái. Đều nhỉ, quay, ta bảo ngay để cái góc đấy. Quay không đẹp gì. Chưa đến nhảy được à? Nhảy đẹp. Ừ, thế là vướng cái gốc cây. Thua. Di chuyển cái ta trái như thế kia chui hẳn và sang hẳn cái chỗ cột kia đứng hẳn đấy. Chết rồi. Cứ mồi giang đuôi giang cánh cả làng chết rồi đấy. Khá. Chết tới lơi. Chết rồi. Thế mà không nhảy. Để khai ra đủ đít nó ra. Thế mà đéo nhảy nhỉ.
hai anh em đang đánh chim. Kia thằng cháu của mình đang treo lồng ở kia kìa, đây mồi của thằng cháu ấy. Đấy, thằng cháu mình áo cam kìa, đấy ngồi kìa, ngồi cục thủ đùi kìa. Summer, em cứ nằm ngủ mơ đi. Đấy. Nên rồi à? Ném cái điện thoại xuống nước. Chỗ chùa chồng luôn ý. Hả? Chưa em ạ. Của tao bây giờ nhảy để con đấy giải tán mới tin không? Nhưng bây giờ nó thích nhảy thì con để nó nhảy. Thế nãy ý mày nói là con mày nhảy trước, con nhảy tao nhảy sau à? Bên này cúi đầu nhảy tới nơi rồi này. Cứ lên xuống thế càng tốt.